Chào các em, hôm nay thì tiếp tục giải đề thi học sinh giỏi cấp huyện của huyện Lâm Hà năm học 15-16. Phần giải số 2 thì hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các em giải câu số 1 tới câu số 7 rồi. Hôm nay thì còn câu 8 cho tới câu 12 nữa. Rồi, các em theo dõi. Câu số 8 các em. Em nhìn cho kỹ đề của câu số 8 ha. Rồi, AB là các số thực A nhân B bằng 1 và giá trị đối của A cộng B là phải đạt nhỏ nhất. Và lúc đó em tính cho thầy giá trị của biểu thức A. Vậy cái đề họ cho hai phần rõ rệt, giả thiết và kết luận. Bây giờ phần giả thiết nè. Em khai thác cái phần giả thiết ha. Thành giả thiết mới dễ dùng hơn đi. Rồi bây giờ các em phải coi thử là A cộng B giá trị tuyệt đối thì đạt giá trị nhỏ nhất khi nào đó. Bây giờ câu số 8 thầy giải nhanh như sau. Các em đã biết hằng đẳng thức A trừ B tất cả bình rồi. Thì cái ông này ổng luôn lớn hơn hoặc bằng không phải không? Từ đây thì các em sẽ suy ra điều gì? Từ đây các em sẽ suy ra là A cộng B A cộng B tất cả bình trừ 4 nữa AB lớn hơn bằng 0. Và như vậy thầy sẽ có là A cộng B bình thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4 lần AB. Mà theo đề thì AB lại bằng 1, như vậy là A cộng B sẽ lớn hơn A cộng B tất cả bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 4 các nhé. Vì vì AB bằng 1 để cho này. Rồi từ đây các em lấy căn hai vế ha. Các em sẽ có giá trị đối của A cộng B là sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy thôi. A cộng B tất cả bình lớn bằng 4, lấy căn hai vế. Như vậy các em thấy dấu bằng sẽ là khi nào? Dấu bằng đạt được khi hay là xảy ra khi đó. Dấu bằng của bất thức này xảy ra tức là giá trị đối của A cộng B nhỏ nhất theo giả thiết cho đó. Giả thiết cho là A cộng B tuyệt đối nhỏ nhất. Tức là lúc đó là giá trị đối A cộng B sẽ bằng 2 và muốn xảy ra dấu bằng chỗ này á thì dấu bằng của bất định thức xuất phát này là phải xảy ra nè. Mà cái bất định thức A trừ B tất cả bình nó xảy ra dấu bằng thì khi A bằng B thôi, các em nhìn đi. Đó. A trừ B tất cả bình bằng 0 khi A bằng B thôi. Thì tóm lại cái giả thiết lằng nhằng đề bài cho mình thực ra là gì? Thực ra là cho mình A bằng B đó. Vậy A là bằng B thì ta lại khai thác tiếp giả thiết A nhân B bằng 1. A nhân B bằng 1. Đúng không? Mà A lại bằng B thì các em suy ra là A bình phương là bằng 1. Và từ đây ta suy ra A là bằng 1 hoặc là A bằng âm 1. Giờ ra hai tình huống kìa. À. Bây giờ khi a bằng 1 thì các em tự tính thôi, tự tính a lớn sẽ bằng gì? Đây kìa, 3 a bình tức là 3 trừ cho 2 a tức là trừ cho 2 rồi cộng 3 b bình, mà lúc này b bằng a bằng 1 luôn đó. Giờ đây sẽ thành 3 trừ 2 rồi cộng 3 nữa rồi trừ 2 rồi cộng 6 rồi cộng 1. Vậy nhá. Vậy nó sẽ bằng là 1 cộng 1 cộng 1 là bằng 9 đó các em. Vậy thôi. Còn một tình huống nữa. Khi A bằng B bằng âm 1. Không. Thì sao? B bằng 1
lớn sẽ bằng tự tính. Âm 1 bình thì này vẫn là 3 thôi. Trừ cho 2 nhân A là trừ 2 nhân 1 là thành cộng 2. Rồi cộng cho 3 B bình, tức là cộng cho 3 nhân cho âm 1 bình đó, thì cũng bằng 3. Trừ 2 nhân B tức là cộng 2 luôn. Rồi cộng cho 6, giá trị đối với âm 1 thì cũng bằng 1 thôi, thì cộng cho 1. Thì cuối cùng nó sẽ bằng là dấu cộng hết các em nhỉ. 5, 5 là 10, 17 ha. Vậy, phải có 2 đáp án. Các em hãy nghĩ lời thầy giảng hiểu ha. Rồi tiếp tục. Thầy lưu lại câu này là câu 8. Rồi ta qua câu số 9. Là toàn đại số mà. Đề toàn đại không rồi mới tới hình nha. Câu số 9 là câu về tỷ số lượng giác các em. Rồi lên cấp 3 các em sẽ gặp nhiều. Bây giờ để làm được câu số 9 đó, thì các em phải nhớ tới cái nhóm công thức là tan thì bằng sin chia cos, cos tan bằng cos chia sin ha. Tan nhân cos tan là bằng 1 và sin bình cộng cos bình thì bằng 1. Giờ người ta bắt chứng minh này bằng âm 1, giờ thầy đi từ vế trái các em nhé. Vế trái bằng cos mũ 4 alpha cos mũ 4 alpha. Bây giờ thầy sẽ tìm với dấu alpha đã. Đây alpha đây. Để đây cho dễ ha. Rồi. Vế trái bằng cos mũ 4 alpha. Nhân như vậy thầy khai triển ra luôn. Lấy đơn thức nhân đa thức luôn. Cos mũ 4 nhân 2 cos alpha thì sẽ bằng 2 cos mũ 6. 2 cos mũ 6 alpha trừ 3 cos mũ 4 alpha được cộng cho 2 sin mũ 6 alpha và trừ cho 3 lần sin mũ 4 alpha. Và mục tiêu của mình là phải biến đổi cái này thành âm 1 mới dừng. Rồi, thầy copy qua cái bước biến đổi thứ hai. Thầy đổi chỗ ra. 2 cos mũ 6 cộng với 2 sin mũ 6 là đưa ra gần nhau, đặt nguyên tử chung luôn. Như vậy là bằng 2 lần cos mũ 6 cộng sin mũ 6. Và hai cái này thầy gom chung vô. Rút trừ 3 ra làm nguyên tử chung luôn. Như vậy là thành trừ 3 sin mũ 4 cộng cos mũ 4 ha. Rồi giờ các em biến đổi cho nó xuất hiện những cái anh sin bình cộng cos bình. Cos mũ 6 cộng sin mũ 6 thì các em dùng hàm đẳng thức đi. Cos mũ 6 cộng sin mũ 6 tức là gì? Nó chính là cos mũ 3. Cos mũ 2 tất cả mũ 3 ha. Cos mũ 2 này
rồi tất cả trong ngoặc mũ 3. Đúng không? Cái sin cũng vậy. Sin mũ 6 là sin mũ 2. Tất cả mũ 3 các em. Vậy thầy có là cos bình mũ 3 cộng sin mũ 3. Giờ thầy thêm cái này để thành hằng mắc thức nè. 3 lần cos bình sin bình. Rồi nhân cho cos bình cộng sin bình. Thì ai Bùi Dưỡng học sinh giỏi thì các em đã quá hiểu quá hằng mắc thức này rồi. A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3AB nhân với A cộng B thì nó sẽ thành A cộng B tất cả mũ 3 đó ha. Nhưng mà cái này các em mới thêm vô nha, thì các em phải trừ đi cái này để nó bằng như cũ đó. Chứ không thôi phá vỡ cân bằng, đúng chưa? Mà các em để ý cho thầy nè, cos bình cộng sin bình thì lại bằng 1. Vậy thầy bỏ cái này đi được rồi. Rồi đóng ngoặc vuông. Vậy nguyên cái biểu thức hai ngoặc vuông này nó cũng chính là hai cos mũ 6 cộng sin mũ 6 trong ngoặc thôi. Như vậy là thầy đã xử lý được cái cụm thứ nhất. Giờ tới cụm thứ hai thầy cũng xử lý theo hình thức tương tự thôi. Bây giờ cos mũ 4 cộng sin mũ 4 thì thầy sẽ đổi nó vào ngoặc vuông. Rồi cos mũ 4 là thầy sẽ ghi thành cos bình tất cả bình. Sin mũ 4 cũng vậy, thầy đổi thành sin bình tất cả bình. Đó. Rồi thầy thêm cộng 2 sin bình cos bình vô. Để thành hằng thức đó, thành hằng thức sin bình cộng cos bình tất cả bình, nhưng mà thêm vô là mất cân bằng, lại phải bớt đi đó. Như vậy cuối cùng tôi sẽ có gì? Rồi từ cos bình mũ 3 cho tới vị trí này nó sẽ thành hằng thức là cos bình cộng sin bình tất cả mũ 3 các em nhé. Cos bình, ủa sao rồi? Đây, cos bình alpha cộng cho sin bình alpha tất cả mũ 3. Rồi, trừ cho cái này thì thầy bê nguyên si xuống. Còn cái trừ cho 3 này nó cũng sẽ biến đổi. Đây, cos bình alpha tất cả bình cộng cho tới hai cos bình sin bình này nó sẽ thành là cos bình cộng sin bình tất cả bình. Đó. Rồi trừ hai này thì để nguyên thôi. Đó, tới đây là gần xong rồi các em. Bằng 2 lần cos bình cộng sin bình là 1, 1 mũ 3 cũng bằng 1 thôi. Rồi trừ cho 3 lần. Trừ cho 3 lần bên này. Cos bình cộng sin bình tất cả bình thì cũng bằng 1. Tất cả bình, một bình thì cũng bằng 1 thôi các em. Vậy là 1 trừ cho 2 cos bình sin bình. Đó. Rồi tới đây các em thấy xong rồi đó. Nhân ra là thành 2. 2 trừ 6 cos bình sin bình trừ 3 cộng 6 cos bình sin bình thì hai cái trừ 6 cos bình sin bình và dương 6 cos bình sin bình là hết. Cuối cùng bằng trừ 1, đây chính là điều phải chứng minh kìa. Vậy nè. Vậy thầy đã giải xong bài số 9 rồi kìa. Rồi giờ ta qua bài khác. Bài số 10. Bài số 10. Cho tam giác
ABC, người ta vẽ hình đó. Rồi bài số 10, các em nhìn cái đề nè. Cho tam giác ABC có góc BAC 45. Em vẽ tượng trưng thôi. Đường tròn tam ô đường kính BC. Đây, thầy vẽ đường tròn đường kính BC. Góc 45 độ. 45 độ thì nó nhọn 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 ha. Nhọn nhọn cỡ này. Cái này đi ha. Rồi ABC B đây, C đây, A đây, O nữa. Góc ABC và ACB đều nhọn. Đường tròn cắt AB, AC tại D và E. Gọi H là giao điểm của CD và BE. Rồi. Gọi trung điểm của AH. AK là trung điểm của AH. Đây cái K đây. K là trung điểm AH. Bây giờ mấy trò phải chứng minh gì? OE vuông góc EK. OE này ha. EK này. Tại sao lại vuông góc? Bây giờ muốn chứng minh OEK vuông góc á thì cũng đơn giản thôi. Giờ thầy thu cái hình lại nha. Hình vẽ xong rồi đó. Hình lại cho nó gọn. Để tốn giấy. Vậy đi, hình thầy để bên này. Thầy bài giải thầy ghi bên này nhé. Nhiệm vụ của mình là chứng minh OE vuông góc với KE. Câu 10 ha, thầy luôn câu 10. Bây giờ mấy trò để ý nè. OE vuông góc với KE tức là góc KEO sẽ bằng 90 độ. Mà góc KEO thì lại gồm hai góc nhập lại. Đó là góc nào? Đó là góc KEH. Và góc O E H. Đây, thầy làm lại nha. Rồi. Và một góc nữa. Đó. Giờ kem chứng minh hai cái góc này cộng lại bằng 90 độ là xong. Dễ thôi. Bây giờ kem sẽ đá được cái góc OEB. OEB là kem đá qua góc OBE được này.
hai góc này bằng nhau. Thầy ghi để cho em nhớ này. Góc BL nó sẽ bằng góc OB. Tại vì OE bằng OB. Bán kính mà. Thì tam giác OEB cần ở O ha. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ thầy sẽ đá góc này đi. Bây giờ mấy trò để ý nè. Điểm E nằm trên đường tròn có đường kính là BC. Không? Như vậy góc BEC phải là bằng 90 độ. Cái tính chất này các em biết rồi. E thuộc đường tròn tâm O, đường kính BC, như vậy góc BEC sẽ bằng 90 độ. À, tam giác BC vuông E đó. Như vậy là tam giác AEH cũng sẽ vuông ở E. Mà K lại là trung điểm AH, như vậy là EK là đường trung tuyến. EK là đường trung tuyến nè. EK là trung tuyến của tam giác nào? Của tam giác AEH. Ứng với cạnh hiện không? Ứng với cạnh hiện đó. Vậy ta sẽ suy ra là KE bằng KH. KE bằng KH bằng AH chia đôi đó. Như vậy là tam giác EKH cũng cân KHE cân ở đâu? KHE cân ở K. Từ đây ta suy ra cái gì? Suy ra góc KEH sẽ bằng góc KHE. Rồi. Hai góc này bằng nhau kìa. Thầy ghi cho cái mà hình dễ hình dung nè. Góc KH sẽ bằng góc KHE. Vậy nha. Giờ thay vì chứng minh hai góc này bằng 90 độ, ta đi chứng minh hai góc này cộng lại 90 độ nè. Rồi bây giờ tiếp tục. Các em sẽ để ý ha. Tương tự cái chuyện BE vuông góc với AC thì D thuộc đường tròn đường kính BC, cho nên CD cũng sẽ vuông góc với lại AB các em nhé. Tam giác BDC là vuông ở D đó. Đây nè. E và D thuộc đường tròn đường kính BC, cho nên các tam giác BDC và tam giác BEC là vuông hết ha. Trong tam giác ABC có hai đường cao BE, CD cắt nhau tại H. Vậy H là trực tâm đó. H là trực tâm. H là trực tâm của tam giác ABC. Từ đây thầy suy ra là AH nối dài xuống sẽ là đường cao thứ ba. AH nếu em kéo dài xuống là đường cao thứ ba vuông góc với BC. Và giả sử điểm này thì đặt tên là điểm F đi ha. À, F đi. H là trực tâm tam giác ABC, suy ra là AF vuông góc với lại BC. Bây giờ cái góc này nó sẽ đá xuống đây kìa. Góc KHE nó sẽ bằng góc BHF. Lý do là đối đỉnh đó. Rồi mấy trò nhìn cho kỹ. Thầy cần góc hai gạch cộng góc một gạch là bằng 90 độ. Và hai gạch này nó nhảy qua bằng hai gạch này nhảy xuống bằng hai gạch này. Còn góc một gạch này thì nhảy qua góc một gạch này rồi. Như vậy là thay vì chứng minh hai góc trên này
2 gạch cộng 1 gạch bằng 90 độ, ta chứng minh góc 2 gạch và 1 gạch dưới này cộng lại bằng 90 độ nha. Như vậy là tam giác BHF ước gì phải là tam giác vuông ở F. Và điều này đúng rồi, bởi vì AF đang vuông góc với BC mà. Đó. Như vậy là các em sẽ có là góc BHF BHF cộng cho HBF bằng 90 độ ha. Bằng 90 độ. Vậy thôi. Giờ các em để ý tiếp là BHF lại bằng KHE mà KHE lại bằng KEH. Như vậy ta sẽ có là KEH cộng cho HBF. HBF thì nhảy qua bằng HFO từ trên này rồi ha. Là BLO bằng OVE nè, cộng cho BLO thì bằng 90 độ. KEH KEH cộng cho BLO bằng 90 độ. Từ đây mình suy ra là OE vuông góc với lại EK. Để thầy đã chứng minh xong rồi các em nhé. Hoàn thành nhiệm vụ. OE đã vuông góc với EK. Giờ thầy sửa câu số 11. Hai câu nữa là xong. Ta vẽ hình câu 11 đó. Tam giác AC vuông thể A. Có đường cao là AH. Rồi. Từ H kẻ vuông góc xuống AB và AC. AH bình bằng 4 lần AM nhân AN. Bài này cũng dễ thôi các em. Các em nhìn cho kỹ nha. Giả thiết người ta cho mình cái điều quan trọng là gì?
AH bình bằng 4 lần AM nhân N. AH bình bằng 4 lần AM nhân N. Cái này giả thiết nha. Từ đây ta suy ra cái gì? Dùng hệ thức lượng nè. Bây giờ thầy nhân hai vế cho thầy nhân hai vế cho ABAC. Thì bên kia thầy cũng phải nhân với ABAC nó mới cân bằng. Bây giờ em nhìn cho kỹ cái này thầy giữ nguyên ha. Bên kia nè, 4 thầy đã giữ nguyên. Còn AM nhân AB, nhìn cho kỹ AM nhân AB thì nó sẽ bằng AH bình phương hệ thức lượng trong tam giác AHB vuông AH có đường cao HM này. Sẽ bằng AH bình hoàn toàn tương tự AN nhân AC trong tam giác AHC vuông tại H có đường cao HN thì AN nhân AC là bằng AH bình ha. Rồi như vậy giãn lược hai bên thì ta sẽ có là AB nhân AC giãn lược AH bình ở hai bên thì cuối cùng nó còn AB nhân AC bằng 4 lần AH bình phương. Tiếp tục dùng hệ thức lượng một lần nữa thì các em để ý AB nhân AC á lại là bằng AH nhân BC. Rồi tới đây thầy lại giãn lược một lần cuối hai bên rút gọn AH thì cuối cùng thì có BC là bằng 2 lần AH. À, xin lỗi, 4 lần AH chứ. 4 lần AH. Yeah. BC là gấp 4 lần AH. Như vậy nếu thầy gọi AH là X thì ông BC sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 4X. BC gấp 4 lần mà. Nhiệm vụ của em là phải tính góc C này nè. Em coi lại đề này ha. Nhiệm vụ là phải tính góc C. Muốn tính góc C thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ thầy gọi trung điểm của BC là em là điểm Y chẳng hạn, điểm Y ha, trung điểm BC là Y thì AY là trung tuyến ứng với cạnh hiền, vậy nó sẽ bằng nửa cạnh hiền, vậy là ổng sẽ bằng 2 lần x 2x. Hiểu tới đây không? Bây giờ các em tính cho thầy góc AIH. Tính góc đó thì thầy tính sin của nó. Sin góc AIH sẽ bằng đối AH chia cho hiền AI. Vậy nó sẽ bằng là x chia 2x. Vậy là bằng 1 phần 2. Từ đây suy ra là góc AIH là bằng 30 độ. Này các em biết rồi. Sin bằng 1 2 bằng 30 độ, không? Rồi ta lại có góc AIH là góc ngoài. AIH là góc ngoài của tam giác AIC. Mà tam giác AIC là cân ở Y. Bởi vì IA bằng IC bằng nửa cạnh hiền mà.
trung tuyến cạnh hiên bằng được cạnh hiên ha. Như vậy là suy ra là góc C, góc ACB đó sẽ bằng 30 chia đôi. 30 chia đôi và bằng 15 độ. Thầy giảng lại chỗ này à. Tam giác AIC cân ở Y, bởi vì IA bằng IC bằng nửa cạnh hiên. Như vậy tam giác AIC cân ở Y. Và góc AIH là góc ngoài của tam giác AIC, như vậy là góc AIH sẽ bằng góc C này cộng với góc IAC này, mà hai góc này bằng nhau, như vậy là góc AIH là gấp đôi góc C. Có nghĩa là góc C bằng nửa góc AIH, như vậy là góc ACB sẽ bằng nửa của 30 độ là bằng 15 độ. Xong các em nha. Bài toán đã xong. Vậy ta chỉ còn một bài nữa hoàn thành cái đề này. Bài số 12. Ta vẽ hình bài 12. Rồi, bài 12. Cho tam giác ABC AB nhỏ AC là vẽ đường phân giác AD. Gọi M là trung điểm BC. Từ M kẻ song song AD. M là kẻ song song AD này. Cắt AB kéo dài cũng như là cắt AC. Vậy đi, tương đối thôi. M trung điểm BC thì có tam giác ABC phân giác AD. M là trung điểm, cắt tại E và F. Đây, A này, B này, C này, M này, trung phân giác AD, cắt AC ở E, cắt AB ở F, trung CE bằng BF. CE đây các em, BF đây. Bài này thì có nhiều cách giải lắm, trong lâm cách giải đó. Định lý Thales, hệ quả định lý Thales cũng được, mà tam giác đồng dạng cũng được. Ở đây thầy sẽ giới thiệu cách chứng minh nhanh gọn bằng cách kẻ thêm đường phụ đó. Dùng kiến thức lớp 7 cũng được. Giờ rất đơn giản rồi các em. Đoạn EC và đoạn BF là nó đang nằm rời nhau, không có chạm nhau. Giờ thầy sẽ cố gắng đưa nó về chạm nhau nè. Từ F thầy kẻ một đường song song với EC, và từ C thầy kẻ một đường song song với FE để tạo thành cái hình bình hành đó mà, để tạo thành cái hình bình hành kia. Tóm lại là thầy sẽ vẽ thêm điểm có tên là H. Thôi khỏi điểm Y đi, vẽ thêm điểm Y sao cho FECI là hình bình hành. Việc đó mình thực hiện được mà nhá. Việc đó mình thực hiện được.
xe. Đó là tôi tự vẽ rồi. Rồi giờ các em nối cho thầy B với Y. Thì cái hình này nó hơi hơi trật. Thầy vẽ phân giác không đúng. Hình nó vỡ hết rồi. Thôi tương đối nó kìa. D này, M này. Rồi. Chấp nhận được rồi đó. Thầy nhắc lại nha. Vẽ hình bình hạnh EFIC. Thì lúc đó EC EC nó sẽ nhảy qua bằng FI. Giờ các em đừng có chứng minh là FCE bằng FB nữa. Các em chứng minh cho thầy. Chứng minh là FI bằng FB rồi. FI bằng FB. Tức là ta sẽ chứng minh là tam giác FBI cân đó mà. Tam giác FBI cân đó mà. Cân ở F thì FI bằng FB đúng không? Thất bại. Giờ các em để ý nè, góc BAD góc BAD là nó bằng góc B FM. Lý do là đồng vị. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Góc EFC rồi EFI. FI là nó bằng góc FEA. Sau lên trong mà góc F EA lại bằng góc DAE cũng do sau lên trong. Thầy nhắc lại, BAD bằng DAC là phân giác. Hai góc này bằng nhau là phân giác. Trong cái đó góc này và góc này là đồng vị. Hai góc này bằng nhau là đồng vị này. Rồi góc này bằng góc này là do cùng bằng góc này. Sau lê trong. Vậy tóm lại góc này bằng góc này. Không. Vậy hai góc này bằng nhau cho phân giác thì hai góc trên này cũng bằng nhau. Như vậy là FM. FM là đường phân giác của tam giác. FM là phân giác của góc nào? Góc BFE. BFI. Rồi tiếp tục. FM xét tam giác BIC. Xét tam giác BIC. Em có là FM đi qua trung điểm của BC, đi qua trung điểm BC và song song với lại IC, xây ra là thầy gọi điểm này là điểm K đi, xây ra K sẽ là trung điểm. K là trung điểm của BI. Vậy thôi.
Như vậy các em thấy là tam giác FB có FM vừa là trung tuyến vừa là phân giác, suy ra là tam giác FB cân cân là F, và từ đây ta suy ra F cộng FB. Mà FI thì lại bằng EC là cạnh hình đối hình bình hành mà. Như vậy là CE sẽ bằng FB. Nó chính là điều phải chứng minh. Xong rồi các em. Rồi tạm biệt các em. À, thầy cũng có coi đáp án của cái đề này. Thì cách làm rất là phức tạp. Thì theo thầy cách làm này là đơn giản nhất các em. Gọn gàng nhất ha. Rồi tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở những cái đề thi của các cái huyện khác, thành phố khác và các cái tỉnh khác ha. Tạm biệt các em.